Thiền sư Lưu Sĩ Hằng sinh năm 1923 tại Bình Định, Âu Lạc, Việt Nam. Từ thuở thiếu thời, Ngài luôn cảm nhận được một sự thôi thúc, mong muốn từ bỏ những ràng buộc của thế gian để kiếm tìm chân lý. Vào năm 30 tuổi, do một cơ duyên tốt lành, Ngài đã gặp được Tổ sư Đỗ Thuần Hậu và được thọ pháp vào một pháp môn thiền định gọi là Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Sau 3 tháng đầu tiên tinh tấn tu tập, Ngài đã đạt được nhiều thể nghiệm kỳ diệu. Được nhiều người biết đến với pháp danh Vĩ Kiên, Thiền sư Lương Sĩ Hằng đã hoàn pháp khắp châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc và Hoa Kỳ trong hơn 50 năm. Bà Kim, một người sùng đạo và là đệ tử của Minh sư Lương Sĩ Hằng, đã được Thượng Đế chọn làm phương tiện để truyền bá thông điệp thiêng liêng của Ngài. Vào thời điểm đó, bà Kim đang thành tâm nghiên cứu về thông thiên học. Lúc đầu, bà Kim đã không chấp nhận, cho rằng đó chỉ là sự mê tín. Sau đó, Thượng Đế đã yêu cầu bà cầu nguyện với thiên đàng và các vị chư thánh thập phương trong 3 ngày đêm. Thượng Đế phán rằng, với sự cầu nguyện chân thành, không có vị thần linh nào dám xưng mình là Thượng Đế hoặc tuyên bố sai sự thật. Vào cuối thời nguyện, bà Kim đã nghe Thượng Đế cười và nói, là cha đây con. Sau đó, bà Kim được bảo rằng, hãy đến diện kiến Minh sư Lương Sĩ Hằng, người mà lúc đầu cũng nghi ngờ điều đó. Nhưng sau đó, trong lúc thiền định, Ngài xác nhận rằng đó thực sự là sự hiển hiện của Thượng Đế khi sử dụng nhục thể của bà Kim. Sau đó, bà Kim cảm nhận được sự an bình khi được trở thành phương tiện dẫn đường của Thượng Đế. Quyển sách Thượng Đế giảng chân lý ban đầu được viết bằng tiếng Âu Lạc, còn được biết là tiếng Việt, bao gồm các câu vấn đáp được ghi chép lại từ cuộc nói chuyện giữa Thượng Đế và những người thực hành các tôn giáo và trường phái tâm linh khác nhau. 63 cuộc đàm thoại của quyển sách do các đệ tử của Thiền sư Lương Sĩ Hằng biên soạn. Bây giờ, chúng tôi kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những trích đoạn từ Thượng Đế giảng chân lý. Bạch cha, khi cha quyết định chọn một sắc nữ đóng vai cha làm hình ảnh tượng trưng của Thượng Đế dưới cõi trần, cha có nghĩ đến sự kiện này khiến cho chúng con khó hình dung cha hơn là nếu cha chọn một sắc nam không? Có chứ con. Cha phải hiểu rõ tâm trần, phải hiểu chúng con phần đông còn đọa lạc trong vòng mê chấp của phàm tâm. Các con sẽ chấp vào sắc nữ vì các con cho rằng phải hình ảnh Thượng Đế là nam thì đúng hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cha càng thấy nhân cơ hội này phá mê, phá chấp, mở trí thêm cho chúng con, để chúng con có một quan niệm sáng suốt, rộng rãi hơn về Thượng Đế. Vì con phải hiểu Thượng Đế vô cùng tận, Ngài là nam, Ngài là nữ, mà cũng không nam, không nữ. Ngài là một khối hào quang vô cực, vô biên, không hình tướng. Con cho Ngài có hình tướng nào cũng được. Hình dung Ngài phải là nam thì Ngài là nam, nghĩ Ngài là nữ thì Ngài là nữ. Con phải thấy Ngài ở mọi trạng thái và ở mọi hình ảnh, như vậy con mới hiểu Thượng Đế hơn. Tại sao Thượng Đế không là nữ được con? Con phải hiểu từ nguyên lý thái cực phân định ra lưỡng nghi, có âm, có dương, rồi phân tán ra vạn triệu, rồi vạn triệu quay về có một, một này lại sẽ hoàn hư thôi con. Nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản. Con phải hiểu cha nắm cả guồng máy âm dương, cha là âm, là dương,
và không âm, không dương cùng một lúc. Thế nên, ở màn cuối này, cha sẽ dạy chúng con phá mê, phá chấp với nhiều hiện tượng kỳ lạ mà dần dần trần gian sẽ rõ. Cha sẽ chọn nhiều xác có nam, có nữ, có cả xác nam lại tiếp điển mẹ không chừng. Cha sẽ chọn nhiều nguyên căn, không phân biệt nam nữ, tùy theo duyên phước, căn cơ của đứa đó và tùy theo nhu cầu công việc của cha. Riêng vị này ở đây, cha cho đóng vai cha, đặc biệt cho xác vị này được kim thân, vì trường hợp chứng quả dị thường hy hữu và sự xứng đáng của vị này. Thôi thì các con cứ tạm hiểu như vậy. Bạch cha, lúc nãy cha có nói rằng cha dùng mọi phương tiện từ trược tới thanh để giáo hóa con người. Xin cha giảng cho chúng con rõ thêm về việc này. Này con ơi, như cha đã nói, cha đã sử dụng tất cả phương tiện từ trược tới thanh để giúp chúng con học hỏi tiến hóa. Bây giờ thử đặt vấn đề, cái gì giúp phần hồn chúng con thăng hoa đi lên? Có phải chăng là cái đẹp, sự thiện lành, sự sáng suốt? Cái gì trì kéo chúng con xuống? Có phải chăng sự xấu xa ác trược, sự ngu muội? Thì cái lực tốt lành sáng suốt tác động kéo chúng con đi lên cũng là cha, và cái lực ác trược ngu muội trì chúng con xuống cũng do cha đó thôi. Đây là những phương tiện hỗ trợ một cách hữu hiệu cho linh hồn chúng con học hỏi. Phải chăng nhờ hai cái lực kích động, phản động này, nó đối kháng, chống bán lẫn nhau luôn, mà linh hồn chúng con mới có điều kiện để học hỏi và tiến hóa? Vì linh hồn con khi tách rời đại hồn cha xuống thế chỉ là thực hiện sứ mạng đi học để tiến hóa. Thế nên trong chu trình tiến hóa của nó phải học hết đủ bài, học cả ác lẫn thiện, học cả trược lẫn thanh, học cả cái xấu lẫn cái đẹp. Nhờ đó mà nếm đủ kinh nghiệm để sau cùng trở về hợp nhất với Thượng Đế, làm một đấng toàn giác toàn năng, biết cả ác lẫn thiện, biết cả trược lẫn thanh, và rồi biết sử dụng cái ác, cái thiện, cái trược, cái thanh cho mục tiêu tiến hóa không ngừng của càn khôn vũ trụ, trong sự minh triết vô cùng của đấng toàn năng toàn giác. Trải qua bao kiếp luân hồi trong chu trình học hỏi tiến hóa của linh hồn, hai lực trược và thanh này sẽ đối kháng lẫn nhau luôn luôn để hiến những cơ hội cho con người học hỏi. Sự đối kháng đó sẽ tạo điều kiện để trui rèn, nhồi nắng linh hồn, giúp phần hồn nếm, chứng nghiệm để càng lúc càng phong phú, càng hiểu biết hơn. Cho nên, khi một linh hồn còn khờ, còn yếu đuối, còn ngu muội, nó dễ bị hấp dẫn ngã vào sự ngu muội ác trược để tưởng nghĩ và hành động điều ác trược. Đã hướng về sự ác trược, muốn sự ác trược, tưởng và làm điều sái quấy ác trược, thì sự ác trược sẽ kéo đến chiếu cố nó, tác động dội ngược lại nó và khảo đảo nó theo định luật vật lý. Đó là điều mà các tôn giáo gọi là nghiệp quả. Gieo nhân đắng, gặp quả đắng là vậy. Và linh hồn làm những điều sái quấy phải chịu tác động của luật nhân quả để trả quả, bị nhồi quả. Do vậy, phải gặp nhiều đắng cay, đau khổ, nghịch cảnh, khảo đảo, trầm luân. Trong khi linh hồn phải trả nghiệp vì những sái quấy của nó, chính là lúc mà nó được học hỏi. Vì những cay đắng đau khổ đều là những bài học quý báu để huấn luyện linh hồn. Có khi
Trong lúc chịu quả báo, linh hồn đau khổ, oằn oại, và rồi lại phạm thêm nhiều sai quấy, tội lỗi khác. Thế là linh hồn vì sự ngu muội đã kéo thêm những đau khổ mới đến khảo đạo nó, bắt nó tiếp tục trầm luân trên con đường ác đạo tối tăm, có khi cả bao nhiêu kiếp như vậy. Nhưng rồi cái lực tốt lành trong thiên nhiên sẽ can thiệp để cứu giúp nó và kéo nó đi lên. Lực này sẽ tác động một cách âm thầm, trải qua nhiều kiếp sống ngụp lặn trong ác trược, đau khổ, tối tăm của linh hồn, để cuối cùng ảnh hưởng được nó. Rồi một lúc nào, linh hồn bắt đầu nhận ra dần dần những sai lầm, sái quấy của nó, để biết sợ làm dữ gặp dữ, sợ luật báo ứng nhân quả, để ráng tránh điều sái quấy và từ từ vươn lên hướng đến sự tốt lành. Cha tạm giảng câu hỏi trên một cách tổng quát như vậy. Thưa cha, cha vừa giảng cho chúng con những điều mà chúng con chưa hề thấy các kinh sách hay các nguồn triết lý đề cập đến. Chúng con vẫn thường nghe các tôn giáo giao giảng Thượng Đế là tượng trưng cho toàn thiện, toàn mỹ, và ma quỷ ác trược tượng trưng cho sự xấu xa ác trược, chính là kẻ thù của Thượng Đế. Vậy xin cha giảng cho chúng con rõ điều này. Này con nên hiểu, các tôn giáo đều không là chân lý, chỉ là những phương tiện của chân lý mà thôi. Phật, Chúa, Lão Tử, Khổng Tử hay tất cả những giáo chủ của các tôn giáo khác đều được lệnh Thượng Đế cho sứ mạng xuống thế để rao giảng điều tốt lành, thể hiện những màu sắc khác nhau của chân lý, hầu tùy duyên trợ hành, tùy phương tiện mà hướng dẫn nhân loại phấn đấu vươn lên. Mỗi một tôn giáo là một khía cạnh, là một màu sắc của chân lý. Nó chỉ nói lên phần nào của chân lý mà thôi. Không tôn giáo nào diễn đạt hết chân lý, con. Vì chân lý, tức Thượng Đế, là nguyên lý vô cùng, không thể diễn đạt, không thể nghĩ bàn. Các tôn giáo chỉ nói về chân lý hay Thượng Đế một cách phiến diện, chỉ tả Thượng Đế ở khía cạnh thiện, ở khía cạnh sáng, ở khía cạnh thanh thôi. Vì tôn giáo xuất hiện có nhiệm vụ đóng góp sức mạnh vào cái lực lượng sáng suốt tốt lành trong thiên nhiên, để hỗ trợ và kích động nhân loại đi lên sự sáng, sự tốt lành. Cho nên tôn giáo chỉ đề cập về chân lý ở khía cạnh sáng đẹp. Nhưng đến nay, nguồn cuối đã lụng tàn, cơ tận diệt sắp đến. Cha quyết định xuất hiện đến với trần gian để nói lên chân lý siêu thượng thừa, mở thêm trí cho nhân gian biết về Thượng Đế, về chân lý, hầu các con tiến hóa nhanh hơn. Dĩ nhiên, cha cũng không thể nói hết về cha, vì ngôn ngữ thì giới hạn, mà cha thì vô cùng. Vả chăng muốn hiểu cha, các con phải là cha, phải trở về tới ngôi cha, hòa điểm linh quang của con với đại khối linh quang, hòa tiểu hồn vào đại hồn của vũ trụ. Đấy là lúc tiểu hồn con đủ sáng để hợp nhất với Thượng Đế. Con là Thượng Đế, ở ngôi vị của Thượng Đế. Chừng con chứng nghiệm được trạng thái đó, con mới hiểu thế nào là Thượng Đế mà thôi. Quý khán giả cao thượng, cảm ơn sự đồng hành của quý vị trên Lời Thánh Khải hôm nay. Tiếp theo là ý tưởng sáng tạo cho lối sống bền vững hơn, phần 2 của 3 phần, ngày sau tin đáng chú ý.
Nguyện cầu linh hồn của quý vị cộng hưởng với sự rạng ngời của Thượng Đế, mang thiên đàng kỳ diệu vào đời sống của chính mình. Noble viewers, thank you for your company today for Words of Wisdom. Coming up next is Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 2 of 3, right after Noteworthy News. May your souls resonate with the brilliance of the divine, bringing heavenly wonder into your lives. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.